Thiếu gia Trà Vinh đòi tiền sau đêm hẹn hò, Quỳnh Lương chụp màn hình bóc phốt, ngậm ngùi thốt một câu. Không ngờ bị bạn trai thiếu gia nhắn tin đòi tiền sau buổi hẹn hò, Quỳnh Lương không ngần ngại chụp ảnh màn hình đăng lên mạng xã hội kèm câu nói thẳng thắn. Sau khi được chia sẻ, cư dân mạng xem xong chỉ biết cạn lời. Sau khi kết đôi thành công tại chương trình Người ấy là ai mùa năm, nữ chính Quỳnh Lương và chàng thiếu gia gốc Trà Vinh, Nguyễn Tiến Phát trở thành một trong những cặp đôi được khán giả chú ý, theo dõi nhiều trên mạng xã hội. Kể từ khi nên duyên đến hiện tại, cặp đôi vẫn giữ được mối quan hệ thắm thiết. Đàn trai thì chăm sóc, liên tục đăng story bạn gái, tháp tùng người yêu đi công tác. Còn đàn gái thì siêng năng livestream thể hiện tình cảm. Thế nhưng mới đây, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải đoạn chat với nội dung bị Tiến Phát đòi tiền. Cụ thể, nam thiếu gia muốn Quỳnh Lương trả 385k tiền tối hôm qua. Bản thân người đẹp khi nghe đến số tiền này cũng ngạc nhiên vì không biết khoản nợ này từ đâu chui ra. Tuy nhiên, sau khi nghe Tiến Phát giải thích, cô nàng cũng phải cạn lời. Thiếu gia Trà Vinh tự đưa ra hẳn một bảng giá về các dịch vụ cho thuê bạn trai khi đi chơi trung thu. Các hạng mục như thuê người đi chơi cùng, nắm tay đến ôm, hôn đều được anh quy thành tiền rõ ràng từ 15k đến 200k. Đọc xong bảng giá này, Quỳnh Lương chỉ ngậm ngùi thốt lên, ai cho thuê theo tháng theo năm không? Thuê theo ngày giá chát ghê, dịch vụ không ok lắm. Có thể nói, từ khi trở thành một đôi, Tiến Phát và Quỳnh Lương cực ăn ý trong việc bày trò trêu đùa hài hước, lầy lội với đối phương. Cả hai nhiều lần công khai trêu nhau với người hâm mộ trên mạng xã hội, khiến dân tình thích thú bởi sự đáng yêu và dễ thương của cặp đôi. Được biết Nguyễn Tiến Phát, sinh năm 1997, là một doanh nhân đang thực hiện mô hình nghỉ dưỡng chữa lành. Ngoài ra, anh chàng còn kinh doanh các hoạt động thể thao như chèo súp, chèo ván đứng. Trong chương trình, Tiến Phát chia sẻ anh là một người thích đi phượt, có niềm đam mê lớn với xe mô tô phân khối lớn. Chưa kể, anh chàng còn có bộ sưu tập siêu xe. Thế nhưng, cộng đồng mạng lại lên tiếng tố cáo rằng thực tế anh chàng đã từng phụ bạc, bỏ vợ con để theo người thứ ba. Thế nên, vợ cũ đã không cho gặp con và cũng hoàn toàn cắt liên lạc với gia đình chồng. Mặc dù cặp đôi thường gặp phải những sóng gió không tên, chuyện tình yêu theo đó cũng không chỉ của hai người. Nhưng vì vẫn đồng lòng, tìm được điểm chung và thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, nên chuyện tình giữa thiếu gia và bạn gái diễn viên vẫn được duy trì tốt cho đến hiện tại. Cả hai dành toàn bộ thời gian rảnh để tìm hiểu nhau, phát triển mối quan hệ theo hướng tích cực hơn. Thậm chí, nữ diễn viên còn được chàng thiếu gia dẫn về quê nhà Trà Vinh ra mắt gia đình, bạn bè. Điều này cho thấy, anh chàng thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, giữ đúng như lời hứa khi xuất hiện tại chương trình Người ấy là ai. Ngoài những lúc tấu hài, nam thiếu gia cũng cực kỳ chiều chuộng, yêu thương bạn gái. Anh chàng liên tục có những động thái tinh tế, bảo vệ Quỳnh Lương khi bị netizen công kích. Về phía Quỳnh Lương, nữ diễn viên cũng thẳng thắn cơm bạt và nói rõ khi Tiến Phát bị cho rằng không công ăn việc làm, cả ngày đi theo ăn bám. Cũng chính vì vậy mà cặp đôi ngày càng nhận được nhiều sự mến mộ từ khán giả bởi tình yêu chân thành, vui vẻ và đẹp đôi. Trong một livestream, Quỳnh Lương đã thẳng thắn lên tiếng khi được hỏi về việc về chung một nhà với thiếu gia Trà Vinh Nguyễn Tiến Phát. Tôi có nói là Phát đang trong quá trình khởi nghiệp thì sẽ không phù hợp để kết hôn chứ đâu phải tôi sẽ không kết hôn với Phát đâu. Chứ bây giờ Phát thử đeo nhẫn cầu hôn vào tay tôi xem. Đeo một viên kim cương mà to 3 đến 4 ly xem tôi đồng ý ngay, mọi người hiểu không? Quỳnh Lương chia sẻ. Ngoài ra, nữ diễn viên 9-10 còn cho biết nếu mang bầu sẽ sẵn sàng sinh con. Nếu mà có chửa thì sẽ đẻ, sai thì sửa, chửa thì đẻ. Bây giờ đẻ được thì tốt chứ, nhà đông con càng vui, Quỳnh Lương chia sẻ. Vừa qua, cặp đôi vướng nghi vấn dạn nứt vì Quỳnh Lương đăng tải những dòng trạng thái buồn bã. Tuy nhiên, nữ diễn viên 9-10 cho biết đó chỉ là trích dẫn hay mà cô muốn chia sẻ. Cặp đôi sau đó cũng cùng xuất hiện thân mật bên cạnh nhau, phủ nhận tin đồn đường ai nấy đi. Hiện nay, cả hai thường xuyên công khai đăng tải những hình ảnh tình cảm trên mạng xã hội.